Với cái tình trạng mà sau khi nâng chỉ ấy, thì em cảm thấy những cái khuyết điểm nào mà em cần sửa mà em quyết định là mình sẽ đi nâng dụng? Mình thấy cái mũi nó ở đây nó hơi tẹt đi ạ. Đằng mũi của mình nó thấp so với bạn bè, nhưng mà nó cao hơn bây giờ. Thì thứ nhất là sống mũi của bạn ấy khi nhìn thẳng này, đây là đã nâng chỉ rồi mọi người ạ. Thì sống mũi khi nhìn thẳng cảm giác là nó hơi lộ, cái chỉ này nó căng, rất là căng cái phần da của bạn ấy. Đầu mũi thì lại hơi ngắn và chưa có độ bay, cũng như là chưa có cái độ thon ở phần đầu mũi. Ngoài ra thì cái đầu mũi so với tỷ lệ môi và cằm thì rất là ngắn và chưa có độ bay, thậm chí là còn hơi hớt nhẹ một chút. Sau khi thăm khám cũng như là tư vấn bởi bác sĩ của chúng tôi, thì bác sĩ đã quyết định sẽ thực hiện cho bạn dịch vụ gói nâng bán cấu trúc. Thích cái mũi này, em cảm thấy ưng, nó đúng cao đúng hơn, bay nó có độ bay. Anh có quyết định đi làm mũi thì nên đi làm sớm hơn, bởi vì nó đẹp. Chị tin là đây sẽ là cái dáng mũi mà em rất là ưng ý.